Bench press, squat, deadlift và các bài tập compound nặng được xem là vô cùng quan trọng bởi vì chúng giúp thúc đẩy sản sinh testosterone nhiều hơn so với các bài tập nhẹ hay các bài tập bằng máy. Từ lâu người ta đã chứng minh được rằng các bài tập kháng lực nặng làm tăng sự tổng hợp huyết thanh của các hóa hormone như testosterone, hormone tăng trưởng và IGF-1. Nghiên cứu khoa học từ những năm 1990 đến những năm 2000 được thực hiện bởi tiến sĩ William Kramer đã chỉ ra rằng các bài tập với cường độ càng cao cũng như các bài tập đòi hỏi sự vận động của càng nhiều lượng cơ bắp trên cơ thể thì càng giúp tăng kích thích testosterone. Vậy testosterone quan trọng đối với người tập thể hình như thế nào? Testosterone được biết đến là một hormone quan trọng trong cơ thể con người. Nó làm tăng tốc quá trình xây dựng cơ bắp và sức mạnh, làm tăng sự hình thành của các tế bào máu đỏ, tăng tốc độ phục hồi sau chấn thương hoặc bệnh tật. Ngoài ra, nó còn tăng khả năng hấp thụ protein, tăng khối lượng cơ bắp và giảm mỡ thừa. Trong những năm gần đây, có nhiều tài liệu khoa học khác cũng củng cố tính đúng đắn cho các kiến thức chúng ta vừa được nghe qua. Cụ thể, đó là một tạp chí y khoa nổi tiếng của Mỹ là The New England Journal of Medicine đã chia 40 người đàn ông tình nguyện tham gia khảo sát ra thành 4 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất được luyện tập với tạ một cách tự nhiên. Nhóm thứ hai ngoài việc tập luyện như nhóm thứ nhất thì còn được tiêm tăng cường 600mg testosterone mỗi tuần. Nhóm thứ ba cũng được tiêm tăng cường 600mg testosterone mỗi tuần nhưng lại không hề được tập luyện một chút gì. Và nhóm cuối cùng thì không được tiêm testosterone mà cũng không được tập luyện. Kết quả sau 10 tuần, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhóm thứ hai chính là nhóm tăng được lượng cơ bắp nhiều nhất với 5,9kg cơ nạc. Và nhóm thứ tư thì không hề tăng được miếng cơ nào. Điều đáng nói nhất ở đây đó là nhóm thứ ba chỉ tiêm testosterone mà không hề được tập luyện nhưng lại tăng được 2,9kg cơ nạc. Trong khi nhóm tập luyện tự nhiên thứ nhất lại chỉ tăng được 1,9kg cơ nạc. Điều này rõ ràng đã chứng minh cho việc testosterone có ảnh hưởng vô cùng lớn trong việc xây dựng cơ bắp và đặc biệt là khi được kết hợp với sự luyện tập hợp lý sẽ đem đến kết quả tối ưu. Nói đến đây nhiều người chắc hẳn đang tự hỏi rằng vậy thôi thì thà cứ tiêm testosterone vào rồi khỏi đi tập cho nhẹ nhàng. Và câu trả lời của riêng mình đó là video bạn đang xem là về cách tăng testosterone một cách tự nhiên. Còn việc bạn chọn con đường nào dài hay ngắn, tự nhiên hay phi tự nhiên, an toàn hay nguy hiểm thì chắc chắn quyết định là ở chính bản thân bạn. Vậy đâu là cách để tăng testosterone một cách tự nhiên? Thứ nhất, tập luyện hiệu quả và đều đặn. Như đã đề cập ở đầu video, các bài tập với cường độ cao và vận động hiệu quả các nhóm cơ bắp trên cơ thể sẽ giúp thúc đẩy sản sinh testosterone nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc tập luyện kết hợp với khối lượng vận động quá mức chịu đựng sẽ đem đến tác dụng ngược. Tạ nặng kết hợp với cardio là một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu bạn là người thiên về mục tiêu xây dựng cơ bắp và sức mạnh thật nhiều, thì nên cân nhắc kiểm soát các bài tập cardio ở mức độ hợp lý và trong khoảng thời gian cho phép hoặc chia các nhóm bài cardio và tập tạ ra một cách khoa học hơn. Để tránh việc tập luyện quá tải làm giảm testosterone đồng nghĩa với việc bị suy giảm cơ bắp. Còn về vấn đề dinh dưỡng, ăn từ 4 đến 7 bữa mỗi ngày. Thay vì ăn truyền thống 3 bữa một ngày, hãy ăn các bữa ăn nhỏ thường xuyên hơn trong suốt cả ngày. Điều này sẽ giúp giữ mức testosterone cao hơn tại mọi thời điểm trong ngày. Ăn thức ăn giàu các axit béo tốt. Dinh dưỡng của bạn nên bao gồm các chất béo lành mạnh từ bơ, các loại hạt như hạt óc chó, hạt chia, dầu hạt lanh hay dầu ô liu. Những loại chất béo lành mạnh được chứng minh là làm tăng sản sinh testosterone. Các vitamin và khoáng chất là những thành phần cũng góp phần lớn trong việc cân bằng testosterone, cụ thể là kẽm. Việc thiếu kẽm có thể dẫn đến việc giảm lượng testosterone. Chính vì vậy, bổ sung kẽm bằng các loại thức ăn giàu kẽm như thịt, tôm, cua, ốc, hến là rất quan trọng. Vitamin D cũng là một loại vitamin đóng vai trò điều hòa testosterone của cơ thể. Lượng vitamin thích hợp mà bạn cần ở đây sẽ là 3.000 IU mỗi ngày. Hạn chế uống rượu bia và các chất có cồn. Rượu bia và các chất có cồn được biết đến không chỉ là kẻ thù của sức khỏe con người nói chung mà còn làm giảm testosterone trong cơ thể con người nói riêng. Hãy cố gắng tránh xa chúng càng nhiều càng tốt. Nếu bạn bắt buộc phải uống trong công việc và cuộc sống xã giao hàng ngày thì hãy biết kiểm soát chúng ở mức độ vừa phải và đừng để bị nghiện. Vấn đề cuối cùng mà mình sẽ đề cập đến đó chính là giấc ngủ, stress và sex. Thiếu ngủ thì dẫn đến việc giảm lượng testosterone trong cơ thể. Một nghiên cứu năm 2011 đã phát hiện ra rằng việc giảm thời gian ngủ từ 8 tiếng đồng hồ xuống còn 5 tiếng đồng hồ mỗi đêm trong 5 ngày liền sẽ làm giảm lượng testosterone của cơ thể những người thanh niên trẻ đến 10,4%. Sex là yếu tố chiếm vai trò cũng không kém phần quan trọng. Đây cũng chính là yếu tố mà bạn sẽ tìm được khá nhiều nghiên cứu thú vị về nó. Cụ thể là một tạp chí uy tín mang tên Journal of Evolution and Human Behavior đã phát hiện ra rằng cuộc trò chuyện với một người phụ nữ quyến rũ chỉ 5 phút thôi cũng đủ để giúp testosterone của một người đàn ông đối diện tăng lên mức đáng kể. Hay ở một nghiên cứu khác thì xem phim khiêu dâm vốn dĩ bị mang tiếng xấu xưa giờ vô tình lại đem đến lợi ích bất ngờ.
Đó là nếu xem một đoạn phim con heo ngắn 4 phút trước khi đến phòng tập, bạn có thể tăng được 3 rep trong bài tập squat trong buổi tập ngay sau đó. Cuối cùng, stress nặng cũng có thể dẫn đến việc rối loạn lượng testosterone trong cơ thể. Ngồi thiền, nghe nhạc, tĩnh tâm hoặc bất cứ liệu pháp giảm stress nào cũng có thể giúp bạn cân bằng lại được lượng testosterone trong cơ thể của mình.